Tại khu vực bờ biển thôn An Hải, huyện Lý Sơn, thời gian qua, triều cường dâng cao gây ra xói mòn và sạt lở đất. Nhiều diện tích đất sản xuất hành thoải của bà con nông dân đã bị nước biển xâm thực. Không những vậy, tình trạng sạt lở còn đe dọa đến công trình danh làm thắng cảnh của huyện đảo. Cái đất hồi xưa nó ở ngoài đó cả, ngoài cái máy nước này cả. Chờ lắm, cách 50 mét, bây giờ thì nó sọt vô nó mắc cỡ độ khoảng tầm 50 mét. Trên bà con cứ lần cứ thụt lần thật, thụt lần vô mấy. Thấy nước nó đi tới đâu là bà con thụt vô lần tới đó. Thì lo lắng chứ sống lo là thấy sọt vậy là thấy mùa động lỏng sáng lèn lớn đó. Là cái nó lớn rồi cái nó vô miết vậy đó thôi. Bà con ở đây làm gần là lo lắm. Tình trạng xâm thực đã gây sạt lở khoảng 500 mét bờ biển, ăn sâu vào đất liền khoảng 50 mét. Nhiều diện tích đất sản xuất của bà con nông dân cũng bị ảnh hưởng. Theo bà con tại đây, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn mỗi khi bước vào mùa mưa bão. Mặc dù chính quyền và người dân địa phương đã có kiến nghị nhưng vẫn chưa được khắc phục. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị tỉnh rồi là còn tức là bố trí nguồn kinh phí làm sao mà kè luôn làm thành cái tuyến đường giống như hiện nay đã làm một đoạn để nối thẳng lên tới trên chỗ gần hang câu. Thì cái này là hôm trước đồng chí chủ tịch tỉnh ra kiểm tra thì huyện cũng đã đề xuất và đồng chí cũng ghi nhận, nhưng mà đối với cái ngân sách hiện nay của tỉnh thì cũng chưa cân đối được. Sạt lở bờ biển tại đây không chỉ gây mất đất sản xuất của người dân Lý Sơn mà còn đe dọa đến khu vực danh lam thắng cảnh hang câu, một điểm du lịch nổi tiếng của hòn đảo tiền tiêu này. Do đó, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển như hiện nay.